À, nay có cái banh này, nói chung là chỉ mới thử bình thôi nha anh em, cho anh em xem cái banh này rất là vui ha. Thì anh em nào gặp cái banh này rồi thì nhảy vô đây mình tìm cái banh này ha anh em ha. Mình chỉ quay, em quay cho anh em thôi, một hồi em sẽ kiểm tra xong rồi em chốt banh nha, mới vừa nhận thôi. Thì xe này nó sẽ có hiện tượng gì nha anh em. Rồi bây giờ mình để xịt xe này ra xíu. Đây ha, xe này thì 2021 ha, mới chạy được 1.600 km. Bình thì cũng đã thay bình mới ha, thay bình mới. Và bình đang còn đầy được ampe, còn cũng đã thử ha. Bên này bình trong xe ha, 13V đủ. Thì nó sẽ có cái hiện tượng như sau. Tìm xe bình thường. Tìm xe bình thường ha. Rồi ok, tìm xe bình thường, đánh thức là bình thường nha. Bật khóa lên xe không có điện ha, bật khóa lên xe không có điện. Bây giờ muốn xe có điện à. Giờ muốn xe có điện, mở cục bình ra. Để em mở cục bình ra cho anh em xem ha. Bình này rất là lạ nha, thay bình rồi, thay pin remote rồi luôn nha. Pin remote thì thay luôn. Rồi bây giờ mở cục bình ra. Test cho anh em xem luôn. Rồi bây giờ ra nè, mở bình ra đúng không? Rồi bây giờ sẽ gắn cái bình lại. Rồi gắn cái bình lại để máy nổ nha. Đây gắn cái bình lại, có điện ha. Để máy. Nổ máy bình thường nha. 5 đến 10 giây tự động tắt. Anh em xem. Thay bình mới vẫn bị nha. Rồi anh em chờ xem khoảng 10 giây hoặc tí xíu là tự động nó tắt, nó sẽ mất điện nha. Hoặc là đốt máy đọc lỗi vào tắt máy nè. Rồi tắt máy rồi đó. Rồi tắt máy là ngắt điện hoàn toàn nha anh em. Nấm khóa vẫn mở. Đúng rồi. Giờ tắt bật lại. Không có điện. Đúng rồi. Đánh thức bình thường, tìm xe vẫn bình thường. Giờ muốn có điện á là mở cục bình này ra. Thay bình mới vẫn bị nha anh em. Rồi gắn cục bình này lại. Đúng rồi. Rồi. Có điện lại. Đúng rồi, đầy máy nổ tiếp. Rồi, máy nổ bình thường, khoảng 10 giây tự động tắt máy. Xe không gắn chống trộm nha. Xe mới chỉ có 1.624 km. Rồi anh em nào gặp banh này rồi thì nhảy vô tham khảo ha. Thì xe này mới quá nên là chưa có mở nha anh em. Nổ khoảng 10 giây tự động tắt máy, rồi tắt máy mất điện nha. Và đã thay bình mới, thay pin mới. Anh em nào gặp anh này rồi nhảy vô đây tham khảo cho vui nha anh em. Rồi mất điện rồi đó, mất điện hoàn toàn, đúng phá vẫn còn mở. Tắt bật lại không có điện, tắt bật lại là không có điện ha. Tìm xe vẫn bình thường, pin remote đã thay nha. Rồi không có điện nha. Giờ muốn có điện thì đơn giản lắm, tháo cục bình này ra, tháo này ra, rồi ghim lại, có điện anh em ha. Đầy máy bình thường, bình mạnh bình thường. Rồi anh em xem mà khoảng 10 giây. Xe không có lỗi nha. Đúc máy đọc lỗi không có lỗi. 10 giây tự động mất mọi nguồn điện. Rồi mất mọi nguồn điện nha anh em. Rồi cao thủ Sài Gòn Út Giang vô chốt cái banh này giùm em cái Út Giang ơi. Rồi mất điện ha. Trong khi đó nấm khóa vẫn còn mở. Điện còi siêu nhanh gì không có ha. Điện còi siêu nhanh không có. Tắt bật lại sẽ không có điện. Giờ có tắt bật lại không có điện, giờ chỉ muốn có điện là mở cục bình này ra kim vô lại. Mà tìm xe đâu là anh em vẫn tìm xe bình thường nha. Đó. Không có điện đúng không? Này không có điện, muốn có điện. Tháo cục bình ra. Bình thay bình mới rồi nha anh em, pin remote thay pin mới rồi nha anh em. Rồi kim này lại. Là có điện nha. Đúng rồi, có điện, đầy máy nổ bình thường. Đó, đầy máy nổ bình thường, 10 giây tự động tắt máy. Rồi, cao thủ Út Giang gặp banh này chưa, vô chốt cho em Út một cái để anh em Út mất công mở đầu ra tìm banh nào mệt quá, tốn thì giờ quá. Ha, nổ bình thường rồi, mất điện rồi đó anh em ơi. Thay luôn bình mới nha anh em. Bình đã mới này, bình trên này mà giờ mùa này kiếm bình GS không có nha, chỉ có bình này thôi. Đó, thay vào rồi. Tháo một cái bình xe
đang đời gắn qua chuẩn bị ha. Pin remote đã thay ha, chỉ vậy thôi chứ chưa kiểm tra gì hết, mất điện rồi. Rồi anh em nào gặp anh này rồi thì bật lên là xe sẽ không có điện đâu nha, muốn có điện tháo cục bình ra gắn cục bình vô lại, rồi gắn bình vô lại là xe có điện, đầy máy nổ bình thường. Rồi giờ có điện đúng không ạ? Đầy máy, đầy mạnh bình thường nha anh em. 10 giây tự động tắt máy nha, mất điện nha. Rồi thôi quay lên cho anh em xem cái van lạ gì ha. Nói chung là pin remote thay nha, bình thay nha, không chưa kiểm tra thôi, chưa kiểm tra thôi. Đúc máy đọc lỗi vô thì rồi tắt điện rồi, đúc máy đọc lỗi vô trong khoảng 10 giây là nó mất anh em. Xe này rất là mới nha anh em. Còn đây thì con xe nhận của khách bị tai nạn nên là đền, nên là làm cái này gắn vô chỉ kiếm tiền cà phê anh em ơi. Mình thay hai pin nhiều quá, thay 7 món 5,5 triệu nha anh em, luân công nha anh em. Đó, xe tai nạn mà mình làm mình đâu có ăn uống vô anh em ơi. Xe của một người khách ở xa lắm, họ lên trên tay họ đi họ gặp tai nạn ha. Đồ thì đã đặt được ở Sài Gòn rồi, chắc tới chiều mới về thay pha đèn, thay mấy cái cánh bửng, dè, dĩ bô, ha, mặt nạ. Miếng này thì 800 miếng nha anh em. Tại vì xe người ta làm sao thay là vậy, không có mua đồ clip gắn nha anh em ơi, lại mua lại đồ của Vario. Đó. Thay hết dè, pha đèn bể luôn nha anh em. Rồi thôi vậy ha. Còn cái ban này hồi anh em nào gặp ban này rồi thì đánh thức bình thường, mở lên không có điện. Đúng không? Mở lên là không có điện đâu. Vậy cục bình ra ghim vô lại thì có điện, nổ 10 giây tắt máy. Rồi có điện rồi. Nổ 10 giây tắt máy. Anh em xem nó tắt máy nè. Anh em nhìn ha. 10 giây kia, 10 giây là tự động tắt máy. Anh xem này, bánh đang quay rồi ha. 10 giây đèn EBS nó tắt là xe tắt máy, mất một nguồn điện. Rồi mất điện ha. Mất một nguồn điện. À, báo đèn FI xong tắt nè. Bây giờ là không có điện nha anh em. Mất hết, mất kỳ có lên EBS tắt, giật này ra ghim lại là có điện bình thường. Rồi có điện lại. Rồi, mình kết thúc video nha anh em, chào mọi người nha.